Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với cổng game Theory trò chơi nha. Mình nha anh em ơi, là lá chuối có tay xỉu đây anh em ơi. Đây, hôm nay lên cho anh em là cái vốn là 10M nha anh em ơi. Hôm nay lên cho anh em là cái vốn 10M, anh em vào gõ cho nó là sẵn chín với cổng game Theory trò chơi nha anh em ơi. Rồi, không biết cầu cắn hôm nay đi như thế nào nè, anh em vào gõ cho nó gọi là sẵn chín với cổng game Theory trò chơi nha anh em ơi. Quả này thì đi cho mình cái xỉu 2M đi. Quả này đi cho mình cái xỉu 2M này, anh em mình vào chốt lại cho nó gọi là rực rỡ luôn anh em ơi. Đấy, mở màn từ đầu đi. Hôm nay có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn này. Đánh là phải rồi, cái này có xỉu hấp luôn này mình. Quả này có xỉu là hấp luôn nha. Quá là rực rỡ luôn em ạ. Ngon lành chưa? Quá là ngon lành luôn nha em ơi. Rồi, không biết cầu cắn hôm nay đi như thế nào này. Anh em vào gõ cho nó gọi là ngon lành luôn nha em ơi. Rồi, cái này đi tiếp tục với cho mình. Quả này đi cho mình cái tài đi em ơi. Tài đi cho mình cái 29 đi. 29 với cho mình cái tài nhá. Có tài là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn đấy mà. Quả này có tài là hấp cho nó gọi là rực rỡ ngay và luôn nha anh em ơi. Tấn là phải gọi là rực rỡ là ngay. Rồi, thằng này có tài không đây? Có tài không? 1 này. Phù ôi, 1, 2, 4 nè. Má hơi điên nhờ. Quả này nản 1, 2, 4 này. Cây chưa? Ôi, không sao, thằng này đi tiếp tục với cho mình cái xỉu 2M đi. Quả này đi cho mình cái xỉu 2M này. Có xỉu là hấp tiếp nha anh em ơi. Quả này có xỉu là hấp tiếp cho nó gọi là rực rỡ ngay về luôn nha. Tôi đánh là phải cho gọi là sân chín. Rồi thằng này có xỉu không? Quả này có xỉu không đây? 2 này, 2, 4 ra 2 hấp anh em ơi. Ấy lời lại 900k ngay. Lời lại là 900k ngay nha. Quá là gọi là rực rỡ luôn đấy anh em ạ. Rồi ta đi tiếp tục với gì đây? À quả con này đang đi là 22 à. Về 3 32 quả này 3 về 2 321 à. Má quả này nghi cơ về 321 đi mình. Đấy, cậu tính như thế nào đây? À, quả này đi lại cho mình cái tài đi. Quả này 321 là chắc nổi rồi đấy mình. Quả này có tài không đây? Đấy, có tài là hấp luôn nha. Có 5 này. Ồ, 56 ra 5 hấp luôn đấy mình. Quả này 56 giờ 5 là hấp luôn nha. Đấy, tại đây về xỉu 8 này giờ gãy này. Tại đây bắt lại cho mình cái tài. Tại đây xỉu tiếp luôn đi nè mươi. Bẻ câu xe nhà lầu luôn em ạ. Tôi đánh là bẻ câu xe nhà lầu luôn cho nó gọi là căng đét luôn nha nè mươi. Đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ lại ngay về luôn. Rồi, tại đây có xỉu không? Có xỉu là hấp cho nó gọi là rực rỡ luôn này. Quả đây có xỉu không đây? 3 này, 3, 2, à 3, 3 ra 1 hấp luôn em ơi. Đấy, lời lãi được là 15M, lời lãi được 5M ngay em ơi. Quá là rực rỡ luôn đấy em ạ. Quá là rực rỡ luôn đấy. Rồi, ta đi tiếp tục với cho mình cái tài 20.5 này. Quả này đi cho mình cái tài 20.5 nhá. Có tài là hấp cho nó gọi là ngon lan luôn em ơi. Đi lại cho mình cái tài 20.5 nhá. Có tài là hấp nhá. Tôi đánh là phải cho nó gọi là rực rỡ lại ngay với luôn em ơi. Đánh là phải cho nó căng đét luôn. Có tài không đây? Có 2 này. 2, à 2, 4 ra 5 hấp em ơi. Má nặng quả này đầu tiên quá, nặng ra con 2 đầu tiên quá em ơi. Ôi không sao nhưng mà, tôi đây đi tiếp tục về cho mình là tay xỉu 1.5k đi em ơi. 1.5k nha. Tiếp tục về cho mình tay xỉu nha em ơi. Đấy, hôm nay nạp vốn nhỏ, nạp vốn 10M thôi, mà kiếm lại xương xương bằng là vốn 1 luôn đấy em ơi. Tiếp tục về xỉu 1.5 này, có xỉu hôm nay. Có xỉu là hấp dẫn rực rỡ luôn. Úi dồi ôi, quả 3.5 mà về tài luôn à. Về tài 11 luôn em ơi. Thôi không, à về tài 12 chứ. Đây tiếp tục về cho mình, đi lại cho mình cái tài 2M đi em ơi. Quả này đi lại cho mình cái tài 2M đi. Đang lời lãi thiện thì mình cứ gọi là ơi lầm lên. Đây tiếp tục với chúng mình cái tài 2M nha. Anh em mình cứ gọi là bình tĩnh gõ thôi. Lầm lên đeo kia dọc. Tiếp tục với chúng mình cái tài này. Tài 2M có về không đây? Có 5 này, có 6 ra 2 hấp luôn em ơi. 5, 6 ra 2 là bao hấp luôn. Đấy lời lãi là được là gần xương xương 9M 8M thôi em ơi. Quá là ok luôn. Quả này đang đi là 1.3 này. Một ba thì tại mình bể luôn, tại đây mình bể cho mình việc cho mình cái tài luôn. Bỏ ở đây thì về một là 321 hoặc là 33 nha mươi. Cứ nhẹ nhàng thì mình dần chốt lại thôi cho nó gọi là rực rỡ nha mươi. Không còn gì phải vội vàng hết đấy. Vội vàng làm chi cho mình tốn tiền nhiều đúng không anh em ơi.
Rồi tôi đi tiếp tục với một cái tài này. Có tài cũng đây. Có 5 này, có 3 này, ra 5 hấp luôn, tài 12 tiếp luôn nhá. Đấy, anh em thấy tôi soi quả cao chuẩn chưa? Anh em thấy tôi soi quả cao chuẩn chưa anh em ơi? Quá chuẩn luôn đấy. Ngon lành lại ngay, quá là ok luôn. Rồi ta đang đi tiếp tục về gì đây? Quả này đi xỉu đi, tiếp tài đi. À quả này về xỉu đi anh em ơi. Xỉu cho mình cái 700 đi. 730k anh em ơi. Đang lời đang lãi thì nhẹ nhàng thôi, không có gì phải vội hết. Nhẹ nhàng thôi, không có gì phải vội hết nhá. Có một không, ui dồi ôi, 345 và tài 12 này. Ôi không sao anh em ơi. Đang lời đang lãi thì nhẹ nhàng mới gõ thôi anh mà. Tiếp tục về cho mình cái gì đây anh em ơi. Quả này về gì đây? Quả này về cho mình là 1,5 đi, về cho mình tí xíu nhá. Đấy, anh em nào muốn chơi cùng game thì đưa cho chơi nha, mình thì mình cứ để link game dưới phần là mô tả nha mọi người. Anh em nhắn vào tải game cho mình nha, cộng game cho mình là cực kỳ là uy tín chân chính luôn, nạp giúp một bộ cho anh em luôn, nạp tiền cực kỳ nhanh, chút đi về tài khoản ngân hàng của anh em tầm 1 đến 2 phút thôi anh em ơi. Quá là ok rồi đấy. Rồi, quả này có xỉu không đây? Quả này có xỉu là bao hấp không này? 1 này, 1, 2, 3 luôn, quá là ok luôn nha. Quả này về 1, 2, 3 là quá là ok. Để mọi người dùng. Đây lên. Đấy, tiếp tục với gì đây? Nói lời tôi khỏi giống mà đi luôn. Tiếp tục với cho mình tay xíu đi. Xíu tay cái này 1M nha. Đang lời, đang lãi thì nhẹ nhàng thôi. Anh tên này anh em mà chốt lại người luôn cho nó gọi là rực rỡ nha anh em ơi. Anh này thua thì không quan trọng anh em ơi. Quan trọng là anh em mà chốt lại được là quá là ok rồi. Rồi, ôi giời ơi, tay này về tài luôn à. Thôi không sao anh em ơi, lời lãi nó sẽ là 9M nha. Thôi, tôi xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc anh em sẽ cộng thích được trẻ chơi thắng lớn nha. Rút tiền nghỉ cho nó ngon lành này. Lời lại sư sư gần 9M nha anh em ơi. Quá là ok nha. Rồi, bye bye anh em nha anh em ơi. Buổi tối vui vẻ nha anh em ơi.